Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, cùng nói chuyện với một cô giáo dạy cấp 3, dạy môn vật lý. Và cô giáo này tên là Trang. Và để có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện của cô giáo Trang này thì có thể mời bạn kỹ thuật viên có thể kết nối Giang với cô giáo Trang được không ạ? Chị ơi, đầu tiên thì chị có thể tự giới thiệu bản thân mình được không chị, về công việc, về nghề nghiệp? Xin chào Giang, xin chào mọi người. Tớ tên là Trang. Và hiện tại thì tớ là giáo viên dạy môn vật lý. Và tớ dạy cấp 3. Thì đấy là công việc của tớ. Chị Giang ơi, cái thời điểm dịch này thì công việc của chị hiện tại như thế nào vậy chị? Có ổn không ạ? Công việc của tớ hiện tại thì cũng bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Hiện tại thì cũng bình thường. Mình chỉ từ dạy offline sang online thì đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì trong cái thời kỳ dịch thế này thì công việc đầu tư của chị thì như thế nào? Tớ đầu tư... Tớ biết đến chứng khoán từ năm 2019. Và cuối năm 2019 thì tớ có đầu tư. Tớ đầu tư nhưng mà thực ra thì tớ cũng đầu tư, mới đầu thì tớ cũng đầu tư ít thôi. Và cũng chưa có kiến thức với kinh nghiệm nhiều. Thì hiện tại thì tớ có học thêm về một số khóa học của Assassin ấy. Thì tớ thấy là khi mà học thêm thì mình thấy mình cũng kiến thức nó cũng tốt hơn ấy. Thì hiện tại thì tớ tham gia đầu tư, bây giờ thì tớ tham gia đầu tư thì nhiều hơn. Nhiều hơn so với thời điểm trước. Tớ bỏ vào chứng khoán cũng khá là nhiều. Vâng, cũng tương đối là ổn. Tương đối là ổn. Vậy thì cái thời điểm mà lúc mà chị chưa gặp Ezefi đến chị, cái thời điểm cuối 2019 chị bắt đầu đầu tư ấy, ngoài việc là chị bỏ ra số vốn khá là nhỏ, thế thì chị tìm cổ phiếu thế nào ạ? Lúc đấy chị đầu tư như thế nào? Làm sao để chị có thể tìm cổ phiếu để đầu tư ạ? Khoảng cái thời điểm khoảng thời điểm 2019 khi mà tớ bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán ấy, thì chủ yếu là tớ lên trên mạng, tớ tìm hiểu, tớ học, đầu tiên là tớ học về chứng khoán A bờ cờ, tức là biết những cái đầu tiên về chứng khoán trước. Sau đó thì tớ xem các video định giá về doanh nghiệp, tớ xem một vài video ở trên YouTube, thì tớ thấy doanh nghiệp nào mà tớ thấy tin tưởng, lúc đấy thì tớ cũng chỉ biết như vậy thôi, doanh nghiệp nào mà tớ cảm thấy là tớ tin tưởng, nó phát triển cũng lâu, doanh nghiệp đấy phát triển thứ nhất là lâu và thứ hai là nó tăng trưởng các năm tớ thấy tăng trưởng cũng tương đối là tốt. Và giá cổ phiếu thì tớ thường hay đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà giá cổ phiếu nó đi lên theo các năm đấy, tức là cái giá của nó đi lên theo các năm. Vậy có nghĩa là cái tư duy đầu tư cũng như cái phong cách đầu tư của chị ngay cả thời điểm đầu khi chị mới tham gia thị trường chứng khoán thì nó cũng mang kiểu tư duy khá là bền và chắc đúng không chị? Đúng rồi. Có nghĩa là mình cũng không lướt lát đúng không chị? Mình có bao giờ lướt lát chưa? Có một thời điểm thì tớ có lướt nhưng mà đúng một lần duy nhất. Đúng một lần duy nhất thôi. Tớ lướt và tớ thấy cái lướt đấy thì không hợp với cái cách đầu tư của mình, cho nên là tớ đã dừng lại. Đấy. Và cũng có. Thế khi mà có. Thế khi mà chị tham gia cộng đồng kích sàn thì chị có thấy nó hợp với mình không ạ? Tớ thấy rất hợp, vì là khi mà tớ tìm hiểu, đầu tiên tớ tìm hiểu về video liên quan đến tích sản, liên quan đến cộng đồng tích sản đấy. Tớ có xem video trực tiếp, lúc đấy là anh Phục có quay trên YouTube ấy, thì tớ thấy nó rất là hợp luôn, cho nên là tớ quyết định, hôm nay tớ quyết định là tham gia luôn ấy, tớ quyết định vào luôn cộng đồng tích sản. Vậy có thể nói là cái duyên giữa Ezefin với chị Trang là bén duyên từ cái clip của anh Phục đúng không ạ? Đúng rồi, tớ xem trên YouTube, tớ thấy nó rất là hợp, và tớ xem các kể cả các cái video của anh Phục là các video về các phân tích các định giá các cổ phiếu ấy, thì mình thấy nghe thứ nhất là cũng rất là dễ hiểu và mình thấy nó rất là hay ấy. Mình thấy nó rất là hay cho nên là mình mình tham gia luôn. Đấy. Anh Phục biết rất là nhiều về doanh nghiệp, hiểu rất là sâu rộng, tớ tham gia luôn. Xong rồi là tớ quyết định học khóa học khoảng 5-6 tháng sau đấy là tớ quyết định học khóa học. Đấy. Vâng. Tại vì là tớ nghĩ là tại vì trước đây tớ không có kiến trước đây tớ không có kiến thức nhiều ấy, và tớ nghĩ là nếu mà mình mà đầu tư mà chỉ thứ nhất là lúc ấy tớ cũng chưa đọc được báo cáo tài chính. Trước lúc mà tớ học ấy thì tớ chưa đọc được báo cáo tài chính. Tớ chỉ biết là doanh nghiệp này có, ví dụ như là có tăng trưởng, tớ biết là đọc là doanh nghiệp này có tăng trưởng chứ không phân tích được các cái báo cáo tài chính, cho nên là tớ nghĩ rằng là nếu mà mình muốn đầu tư lâu dài thì chắc chắn là mình phải có kiến thức.
Đấy, thì tớ quyết định là học luôn. Và sau khi học về đọc vị cổ phiếu mà mình đã biết là doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp xấu, biết đọc được các chỉ số của báo cáo tài chính rồi, thì mình nghĩ là mình cũng phải biết được là doanh nghiệp đấy định giá nó đắt hay rẻ để mình mua. Đấy, thì mình quyết định là mình sẽ học thêm khóa định giá. Vậy thôi. Tớ nghĩ... đấy là cái... Vậy thì tính xương xương ra thì chị Trang đã dùng khoảng 3 dịch vụ bên Gen Phi đúng không ạ? Cộng đồng tích sản này, đọc vị này, rồi cả định giá đúng không chị? Đúng rồi. Và thường khách hàng đến với Gen Phi thì có nghĩa bọn em tính bình quân ấy, thì cũng một khách hàng phải sử dụng ít nhất 2 sản phẩm trở lên ấy, thường là như thế. Chị Trang thì có 3. Và thì cũng rất là cảm ơn kiểu anh chị đã kiểu tin tưởng và đặt niềm tin vào Gen Phi đã, thực sự là em rất là cảm ơn cái đấy. Vậy thì chị Trang ơi, khi mà mình tham gia cái cộng đồng tích sản xong ấy, thì mình có thấy có gì thay đổi trong công việc của mình, trong cuộc sống đầu tư của mình không hả chị? Tham gia vào cộng đồng tích sản thì thứ nhất là tớ tớ thấy là mình cũng có cái kỷ luật hơn ấy, có kỷ luật hơn trong việc tiết kiệm và đầu tư. Đấy, có kỷ luật hơn. Ví dụ như là hàng tháng thì mình cũng đã bỏ tiền vào để tham gia đầu tư trước khi mà mình chi tiêu các cái khác. Đấy, thì mình có kỷ luật hơn. Và ở đây thì khi mà tham gia cộng đồng tích sản thì mình cũng có cái tư duy dài hạn hơn, chứ không phải là tư duy kiểu ngắn nữa. Đấy, mình muốn là lâu dài, đấy, đầu tư lâu dài. Thì cái tư duy của mình nó cũng dài hạn hơn. Ok. Chị ơi, thế thì sau khi mình tham gia cộng đồng tích sản thì mình có kiểu lan tỏa cái giá trị tích sản này cho người thân, cho bạn bè mình không hả chị? Tôi có. Ví dụ như là chị gái tớ hoặc là em gái tớ, và tớ cũng có lan tỏa, cũng có đưa cho mọi người về cái tích sản này. Nhưng mà thực ra thì mọi người cũng thấy rất là, như chị gái tớ với em gái tớ thì đều thấy cái tích sản này rất là hay, rất là tốt ấy. Nhưng mà hiện tại là có một mình tớ tham gia thôi, còn chị gái tớ với em gái tớ thì chắc là cũng sẽ tham gia trong thời gian gần tới. Vâng, cảm ơn chị. Vậy thì là chị Cha là một cô giáo đúng không? Thường khi mà người ta nghĩ đến nghề giáo viên ấy, là nghĩ đến cái gì nó khá là ổn định, có sự ổn định nhất định, đặc biệt kiểu đấy. Và thật sự khi mà người ta nghĩ là giáo viên và cô giáo đi đầu tư chứng khoán thì cảm giác có một sự thay đổi rất là lớn ấy, từ sự ổn định sang một cái sự nó bất ổn định hơn một tí. Thế là có sự thay đổi rất là lớn. Và bây giờ cũng có nhiều cô giáo kiểu ở nhà, kiểu vì không được dạy offline, ở nhà thì có nhiều thời gian hơn. Vậy thì dành cho những cô giáo cũng đang như mình thì chị có lời khuyên nào không hả chị? Tớ nghĩ là như thế này. Tớ nghĩ là mình đầu tư vào cổ phiếu, thực chất là mình đầu tư vào doanh nghiệp. Và mình khi mà mình mua được những cái doanh nghiệp tốt ấy, thì là khi mà mình mua được những doanh nghiệp tốt thì hiệu quả đầu tư của mình chắc chắn là sẽ cao hơn so với mình gửi ngân hàng hoặc là gửi tiết kiệm. Đấy, thì tớ thấy cái đấy nó, tức là mình, tớ không nghĩ là nó rủi ro gì đâu. Tớ không nghĩ là đầu tư cổ phiếu là rủi ro đâu. Đấy, vì tớ nghĩ là cái doanh nghiệp nó phát triển, chắc chắn là nền kinh tế Việt Nam này chắc chắn là sẽ phát triển. Mà doanh nghiệp phát triển thì mình đầu tư vào doanh nghiệp thì cũng chẳng có gì là rủi ro cả. Rất là, tớ thấy nó rất là bình thường ấy, không nghĩ là đầu tư cổ phiếu là rủi ro. Đấy. Vậy thì có nghĩa là lời khuyên của chị Trang đó là đôi khi chúng ta cũng nên vượt qua khỏi cái vùng an toàn của mình không chị? Cái sự tư duy cũ của mình. Và đôi khi mà chúng ta vượt ra được cái vòng tròn đấy thì những cái gì mà chúng ta nhận được có lẽ là trước giờ chúng ta chưa dám tưởng tượng đến. Khi mà có nghĩa là em theo hiểu cái chuyên học thì thu nhập của giáo viên thường đến chính từ lương này, đến việc dạy thêm đúng không chị? Nhưng thật ra đấy đều là những cái thu nhập nó khá là chủ động. Có nghĩa là chị phải đi dạy rồi chị phải chăm chỉ làm giáo án thì chị mới có thu nhập. Còn đối với cả đầu tư cổ phiếu, đặc biệt là đầu tư tích sản, thì dòng tiền nó sẽ khá là đều, không phải đều mà kiểu nó kiểu dòng tiền thụ động đúng không chị? Thì mình cũng có thêm của ăn của để, rồi mình có thêm thời gian dành cho con cái gia đình đúng không chị? Tôi nghĩ là nếu mà tiền mà để không hoặc là gửi tiết kiệm thì thực sự thì nó cũng, nếu mà để như vậy thì nó cũng không có sinh ra được. Đúng rồi. Nếu mà mình đầu tư thì đầu tư vào những doanh nghiệp tốt ấy, thì hoàn toàn cái mức tăng trưởng của nó sẽ về lâu về dài. Tôi nghĩ là về lâu về dài. Đấy, thì nó sẽ rất là tốt. Và nếu mà mình cứ gửi tiết kiệm hoặc là mình làm giáo viên và mình có lương rồi gửi tiết kiệm thì cái số tiền đấy nó sẽ không có sinh ra được mấy ấy.